Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2023. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 7, giá vàng trong nước ghi nhận phiên tăng ở một số thương hiệu sau khi có phiên giảm trước đó. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 50 cho đến 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần vào rạng sáng nay ở sát ngưỡng 1.920 đô la Mỹ một ao. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.350.000 đồng một lượng, chiều bán 67.070.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán giá thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.400.000 đồng một lượng, chiều bán 67 triệu đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.450.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.950.000 đồng một lượng, giá cũng không thay đổi so với phiên liền trước đó. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 500 cho đến 600.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.500.000 đồng một lượng, chiều bán 67 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.500.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 500.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 30.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.370.000 đồng một lượng, chiều bán 66.980.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.500.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank ở chiều mua đứng tại mức 66.350.000 đồng một lượng, chiều bán 66.750.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên ngày trước đó. Giá vàng nhẫn Bos số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán từ 63.000 đồng một lượng đến 150.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21.442.000 đồng một lượng đến 55.250.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23.442.000 đồng một lượng đến 56.250.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần vào rạng sáng nay tại mức 1.919,36 đô la Mỹ một ao. Trong phiên cuối tuần, vàng thế giới đã tăng 11,95 đô la với tỷ lệ 0,63%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.900 đô la Mỹ và cao nhất 1.922 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 54.600.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 12.500.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn Bos số 9 1.700.000 đồng một lượng. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 30.448 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã giảm 0,06%.
Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,41% trong phiên ngày hôm thứ Sáu, chốt tuần tại mức 102,92 điểm. Bên cạnh đó, lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 0,57% ở phiên ngày hôm thứ Sáu, chốt tuần tại mức 3,841% một năm. Giá dầu thô thế giới ghi nhận phiên tăng ở cuối tuần 0,95% lên mức 70,37 đô la Mỹ một thùng. Thưa các bạn, như vậy, kết thúc tháng 6, vàng giao ngay đã giảm 42,6 đô la Mỹ, vàng tương lai giảm 52,7 đô la. Nếu quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới đã giảm hơn 1 triệu đồng một lượng. Thị trường vàng đang phải đối mặt với một môi trường kinh tế đầy thách thức khi các chính sách tiền tệ diều hâu trên toàn thế giới tiếp tục hỗ trợ cho lợi suất tăng cao. Tại một sự kiện diễn ra trong tuần này, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell đã nói rằng lãi suất sẽ phải tăng cao hơn để đạt mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%. Sau các bài phát biểu, vàng đã thử nghiệm trở lại mức hỗ trợ 1.900 đô la Mỹ. Các chuyên gia cho rằng, trong môi trường hiện tại, không có gì ngạc nhiên khi vàng thử nghiệm lại mức hỗ trợ 1.900 đô la. Mặc dù kim loại quý này đã cố gắng giữ được mức tâm lý quan trọng này, nhưng nhiều nhà phân tích dự đoán nó sẽ bị phá vỡ. Điều này có thể sẽ đẩy giá xuống dưới mức trung bình động 200 ngày quanh mức 1.860 đô la Mỹ một ao. Dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần này cho thấy GDP của Mỹ đã tăng 2% trong quý đầu tiên, vượt xa kỳ vọng của các nhà kinh tế một cách đáng kể. Tăng trưởng quý đầu tiên diễn ra ngay cả khi ngành ngân hàng Mỹ chứng kiến những thất bại lớn kể từ cuộc đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Mặc dù vậy, một số chuyên gia vẫn lạc quan về vàng trong tương lai khi cho rằng kim loại quý này vẫn sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn vẫn hiện hữu. Chuyên gia phân tích Neil Richardson nói rằng các nhà đầu tư không cần phải tìm kiếm rủi ro tiềm tàng trong nền kinh tế. Những diễn biến gần đây tại Nga đang cho thấy kết cấu xã hội trên thế giới đang lỏng lẻo thế nào. Người tiêu dùng trên toàn cầu phải đối mặt với giá lương thực tăng cao và các ngân hàng trung ương thắt chặt các điều kiện tín dụng. Điều này có thể sẽ tạo ra bất ổn. Bên cạnh đó, bất chấp kết quả kinh doanh quý 1 vững chắc, nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ vẫn còn khi Fed tiếp tục thắt chặt lãi suất. Chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư Aselmec của Mac Investment cho rằng Ngân hàng Trung ương khó có thể duy trì lập trường tích cực này mà không phá vỡ một cái gì đó. Mặc dù vàng vẫn đóng vai trò trong danh mục đầu tư, nhưng câu hỏi bây giờ là nên sở hữu là bao nhiêu? Trong chiến lược danh mục đầu tư đa tài sản quý 3, Ngân hàng Pháp cho biết họ đang duy trì tỷ lệ cốt lõi là 6%. Các nhà phân tích cho rằng kim loại quý này vẫn đang trên đà lên mức cao kỷ lục vào cuối năm nay. Ông David Meagher, chuyên gia của Futuri cho biết giá vàng giảm từ mức khoảng 2.000 đô la Mỹ xuống còn 1.900 đô la Mỹ một ao, khiến cho giới đầu tư mua vào nhiều hơn. Tuy nhiên, triển vọng trong ngắn hạn của vàng chưa có gì tích cực. Chuyên gia kim loại quý của Guinea Ville, ông Everett Milman cho rằng mức hỗ trợ của giá vàng là 1.900 đô la, tiếp theo đó là 1.880 đô la Mỹ một ao. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.